Đến với đội văn nghệ làng văn hóa Đại Phương Lang qua tiết mục được mang tên Vũ điệu kết đoàn. Xin mời quý vị cùng dành một tràng pháo tay lớn để cùng chào đón những cô gái xinh đẹp của làng văn hóa Đại Phương Lang.
Vâng ạ, rất là ấn tượng. Xin được cảm ơn những cô gái miền Sơn Cước. Và xin cảm ơn những bó hoa tươi thắm của ban tổ chức.